Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiền Sư Phụ. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái dự án Aerobe. Các bạn sẽ nhận được 380 cái token có ký hiệu là HDA này nhé. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đăng ký này. Các bạn điền name, sau đó các bạn điền last name và các bạn điền ngày tháng năm sinh này. Các bạn điền các điền giới tính của bạn này, sau đấy điền email và các bạn điền mật khẩu. Ok, sau đó các bạn nhấn vào submit cho mình nhá. Ngày tháng năm mà nhỉ. Ok, mình nhấn submit. Mình sẽ nhấn submit này. Format day mask. What the hell. Ok, mình nhấn mình sẽ nhấn vào phần submit và các bạn sẽ phải check cái email để có thể xác minh nhé. Các bạn truy cập vào email các bạn đã đăng ký. Sau đấy thì các bạn check cái email ở phần quảng cáo này, nó sẽ gửi email xác minh về phần quảng cáo verify email này. Các bạn nhấn vào phần verify email cho mình. Ok, thì các bạn có thể kiểm tra phần dashboard, các bạn sẽ nhận được 380 này, và các bạn đăng ký theo đường link giới thiệu các bạn nhận thêm 500 token HDA nữa, và giá trị ở đây theo như ở trên trang web của nó là 440 USD. Ok, hy vọng là nó sẽ có giá trị và sẽ uy tín trong tương lai. Ok, invert mình xem. Ở đây là mua token nhé. Ở đây là phần các bạn ấn vào phần invite friend này các bạn này. Các bạn copy đường link. Đây chỉ là cái đường link để các bạn có thể giới thiệu thêm bạn bè cũng như là những người đăng ký sử dụng mới này. Mỗi một lượt giới thiệu đăng ký thành công thì các bạn sẽ nhận được 500 cái token HDA từ lượt giới thiệu của các bạn nhé. Đây cũng xem là một cái dự án khá là tiềm năng và triển vọng. Thế nên các bạn cố gắng làm theo hướng dẫn của mình để có thể nhận được cái token HDA này nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của Tiền Sư Phụ. Những gì thắc mắc không hiểu thì các bạn có thể comment phía dưới của video, mình sẽ giải đáp giúp cho các bạn nhé. Còn bây giờ, xin thân ái chào và hẹn gặp lại.